Chiều nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố với Ủy ban Kiểm tra Quận, Huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố phối hợp cùng với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với 9 tổ chức Đảng, 6 đảng viên, giám sát đối với 2 tổ chức Đảng và 2 đảng viên. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 2 thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị. Qua đây đã giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao công tác lãnh đạo điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Huyện ủy. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số lưu ý trong việc triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ tới. Xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức, tránh tư tưởng ngại kiểm tra, giám sát người đứng đầu, người có chức vụ, quyền hạn, nhất là khi thực hiện kế hoạch, quyết định kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố và Ủy ban Kiểm tra các quận ủy, huyện ủy, thành ủy Thủ Đức chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm vi phạm từ xa, từ sớm, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, không để vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tổ chức. Đồng chí tin tưởng các đơn vị sẽ phát huy hiệu quả trong quy chế phối hợp vững mạnh, toàn diện, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.